đây là con đường DT759 thuộc huyện Bù Gia Mập đó. Thì cái bảng đỏ đó là bước vô trung tâm xã đất kia thuộc huyện Bù Gia Mập, còn đây là con đường đó là DT này 759 nè, còn đây là con đường DT760. Đi con đường này sẽ vô trung tâm huyện Bù Gia Mập. Hôm nay tôi sẽ đi con đường này cho quý vị coi, đi vô rừng Bù Gia Mập chơi luôn. Đây là con đường DT760 thuộc huyện Bù Gia Mập, xã Đa Kia. Lâu nay tôi không ra video một cách đều đặn vì lý do tôi bận. Làm lại giấy tờ như quý vị, với lại mua cái xe này nè, Winner V3 để đi phượt, quay video phục vụ quý vị. Thì hôm nay tôi chạy rô đai cái xe này luôn, đến từ nhà tôi là xoài mà đi lên đến trung tâm Bù Gia Mập là 100 cây, quay về 100 cây. Trong những năm gần đây, người ta đi cái đường đi dân mà dân ha, ở đô thị như Sài Gòn, Bình Dương á, người ta hay đi lên cái vườn quốc gia Bù Gia Mập người ta chơi, tổ chức cắm trại rồi. Thì thường á là người ta đi tới Phước Long, người ta đi theo cái đường DT741 nha quý vị, người ta đi thẳng lên Bù Gia Mập. Nhưng mà theo dân thổ địa ở đây á, thì đi cái đường này nè, DT760, ngon hơn, gần hơn và đẹp hơn. Có nghĩa là khi quý vị đi tới Phước Long rồi đó, đi theo cái đường, đi thẳng lên xã Đa Kia luôn, đi theo cái đường DT759. Cách cái bảng mà vô khu vực xã Đa Kia khoảng 100 mét á, là nó có cái đường DT760, là chính là con đường này. Là quý vị đi theo đường này là tới khoảng 30-30 mấy cây là tới trung tâm huyện Bù Gia Mập. Tới nay á, đường này là đường cao su cũng như vậy. Còn mùa này mà quý vị đi dọc cái đường mà từ Đồng Xoài thôi lên tới Phước Đông á, là đi dọc đường quý vị nghe mùi thơm của dầu điều rất là nhiều. Đang cái mùa thu hoạch điều mà, thủ phủ điều mà. Đường khá đẹp. Xã Đa Kia, khu này thuộc xã Đa Kia. Còn quý vị nào mà từ Sài Gòn đi lên thẳng lên Phước Long là không đi đường này cũng được, đi theo cái DT741 á. Cái đường DT741 là nó dẫn xuyên qua rừng quốc gia Bù Gia Mập rồi nó đi luôn qua đất nông nha quý vị. Còn ví dụ đi đường này thì cứ chạy thẳng lên xã Đa Kia ăn sáng uống cà phê rồi lùi lại 100 mét là đi theo đường này thôi. Đó quý vị thấy không, trước mặt quý vị là đều, nó đang cái mùa nó ra bông với ra trái đó. Đó, trái chín rồi bông tiếp tục ra đó, đang rộ mùa thu hoạch mà, thu hoạch cả 1 tháng nữa là hết rồi. Bình Phước này được có hiện tại là top 2 thứ là điều và cao su.
trước đây có tiêu ở cái vùng này và vùng Lộc Ninh nữa, bây giờ thì tiêu hết rồi, ít rồi. Chợ Bình Hà, Bình Phước nó có 8 cái huyện và hình như đây là cái huyện cuối cùng rồi. Tôi đi nè, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi, nó luôn đi cũng đường này luôn. Hồi xưa tôi chỉ đi tới thủy điện Thác Mơ thôi, mà cách đây mấy chục năm thì không có mấy con đường này đâu nha quý vị, không bao giờ có. Bây giờ đường xá đã làm ngon rồi. Đó, người ta phơi tiêu đúng như vậy. Đó, đường đẹp ghê không? Rất đẹp. Dù con đường kia nó có vẻ xa hay là đang sửa đó, nhưng mà chút nữa sẽ về lại con đường đó. Tại vì con đường đó tôi đi ra ngay trung tâm thị xã Phước Long. Hồi sáng tôi đi thì tôi không thích, tôi khoái đi đường này hơn. Tôi đi lên cái xã đó, Đa Kia nè, huyện Bù Gia Mập cho biết nè. Đường khá đẹp. Đất đỏ Ba Giang. Điều không là điều đó quý vị. Đi cái này là để biết như thế nào là thủ phủ điều của Việt Nam. Đó, thấy ghê gớm không? Bây giờ là nghe nó thơm cái mùi điều luôn. Khi nó rộng như vậy là người ta, trước đó là người ta dùng một cái máy thổi, coi như mấy cái như cái máy nuôi tôm của Gia Lãi dưới đồng bằng sông Cửu Long, người ta thổi, ta gom lá lại, sau ta đốt để cho điều nó rụng xuống. Điều rụng xuống bắt đầu người ta thuê nhân công vô lụm như có vậy, chứ không có vụ hái đâu nghe, hái sao nổi. Vườn nào cũng dài ba mẫu, dài ba mẫu, dài chục mẫu không đó, quý vị thấy bạc ngàn vậy đó, để làm sao mà hái. Năm này dân Bình Phước trúng đều, nhưng giá là giảm. Mấy năm đầu mùa là ba mấy ngàn ký, năm này có 25.000 thôi. Cái đó là quy luật của muôn đời mà, ở Việt Nam mà, cứ được mùa thì vậy, mất giá, mà được giá thì mất mùa. Tức là người nông dân luôn luôn bị rớt vô cái thế ép đó quý vị. Điều giả ma không? Hết đều đến cao su, hết cao su đến đều, nối tiếp nhau. Thập niên mà 80 là khu này vẫn còn rừng nha quý vị. DT 760. Ồ, nước xanh quá.
sông bé chắc luôn nè quý vị. Sông bé này bắt nguồn từ cái trên trên thượng nguồn đó, trên Đắk Nông á, nó chảy qua cái rừng Vũng Gia Bù Gia Mập xong nó chảy về dưới hạ lưu nó lại giáp với lại sông Đồng Nai, sông Thị Tính, Sài Gòn đó quý vị. Và từ lúc ta làm cái thủy điện Thác Mơ nó ngăn dòng chảy, cái trước đó ở trên này nó có nhiều cái thác đẹp lắm, giờ nó ngăn dòng chảy rồi, nó thay đổi dòng chảy rồi. Ồ, quý vị thấy những cái loại điều cao xả không, nó luồn thịt đó, đó chạy chậm lại cho quý vị coi nè, nè điều cao sản nè, đó nó luồn thịt như vậy đó, nhưng mà trái nó khủng lắm. Đó chạy chậm nè, trái điều thấy không, điều chùm chùm á, đó điều không á quý vị, nhìn đã không. Đường quá đẹp luôn đó, xe người ta vô người ta thu mua điều nè quý vị đó, nó ta đậu sẵn đó, xe biển số Sài Gòn nó lên đây mua điều đó. Ồ, làm những cái con đường đi vô thôn xóm rồi nó đẹp quá. Con đường này nó đẹp về địa hình, đâu có thua bất cứ con đường nào đẹp nhất ở Việt Nam đâu quý vị. Nhưng nó đập ở lạ cái là nếu mà thấy toàn là điều không, nó điều như cao su. Mà quý vị đi đúng như cái mùa này nữa là quá tuyệt vời luôn. Nghe toàn là mùi thơm của điều đó, nó chín nó nhìn nó đỏ vàng rồi xanh rồi. Mà đi nghe thơm lắm, thơm mùi điều nữa. Đường rất là đẹp, tôi thấy không thua gì mấy con đường ở quốc lộ cao nguyên luôn nha, tôi đi nhiều rồi đó. Có quý vị nhìn thấy không, xanh đỏ rồi vàng, đều nó có hai loại nha quý vị, trái đỏ và trái vàng đó quý vị thấy không. Mấy chục cái số mà nó liên tục như vậy chỉ có điêu và cao su thôi. Thấy nhìn đẹp ghê không, rắn nè. Nếu mà bạn bè tôi mà hỏi tôi từ hướng Sài Gòn Bình Dương hay là ở đâu mà đi lên Bù Gia Mập nên đi đường nào, thì tôi sẽ tư vấn đi đường này, rất đẹp, DT 760, tức đi lên xã Đa Kia, không nên đi DT 7, không đi DT 741, chứ không phải không nên, muốn thì cứ đi. Rất là mát mẻ, một bên cao su bên là điều. Quý vị thấy không, điều đó điều người ta làm cỏ sạch bon luôn, cỏ điều sạch hơn cao su nữa, tại vì mục đích là để chi, để trái điều nó rụng xuống cho nó dễ lụm giống như vậy đó.
cầu Đắc Son 1. Đó là thuộc đường tỉnh lộ nữa, nó không đề bản cái số. Bù Gia Mập này là giáp biên giới với đất Campuchia quý vị. Nãy quý vị đi ngang thấy cái vùng này là vùng người Cam ở rất là nhiều quý vị. Dân dân mình gọi họ là dân tộc thiểu số, trong 54 dân tộc anh em mình luôn. Nhưng thực ra đất vùng này là xưa đất của người Cam nha quý vị. Đó là sự chuyển biến của lịch sử thôi, mà bây giờ nó thành đất của người Việt. Trước mặt quý vị là tới cái trung tâm Bù Gia Mập rồi đó, nhìn là tôi biết rồi đó, đó chắc là vậy thôi đó. Rồi coi nặng cái đường đi chứ, cái cổng này nữa coi, vô cái trung tâm này coi. Hồi nãy quẹo qua phải là cái đường về Phước Long quý vị, còn đường này là đường đi vô cái trung tâm huyện nè. Ồ, làm cũng lớn đó chứ ha. Lần đầu tiên tôi đi một huyện biên giới giáp với Campuchia, huyện này mới làm chắc luôn, nhìn đường xá là biết mức độ đất đai còn rất là rộng. Đây là bưu điện, đúng rồi, mới tin. Bên tay phải trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập, thẳng luôn. Bên tay phải quý vị là cái trung tâm hành chính đó, đang mới làm đó, bên tay trái chưa có nhà cửa gì. Huyện này là huyện biên giới mà đất rừng không à, rất là dễ để quy hoạch để làm. Ở đây nó gần Phước Long như vậy, chạy sẹt tí nó về tới Phước Long à. Tức là cái vùng, cái này Bình Phước có thể gọi là bán cao nguyên cũng được. Tại vì nó giáp với các tỉnh cao nguyên, để địa hình nó vẫn còn đẹp. Và nó cũng na ná với nhau à. Nè, ngân hàng nè. Rồi như vậy tới đây là hết cái trung tâm huyện. Đó, đúng rồi, Kiểm Lâm nè.